hot boy phố cổ đánh bạn gái sảy thai, trong mắt hàng xóm là người tử tế, con người thật thế nào? Mấy ngày nay, nếu lướt qua Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy dân tình đang bàn tán về một anh chàng có nghệ danh hot boy phố cổ, đang gây xôn xao với câu chuyện bị bạn gái bóc phốt sống tệ bạc, ép bạn gái phải từ bỏ cái thai đang mang trong bụng. Một hai bài thì không sao, có thể bỏ qua, nhưng đến hồi nhóm nào cũng có bài viết về anh chàng này, khiến nhiều người tò mò đặt ra câu hỏi, liệu netizen đang quan tâm về điều gì từ anh chàng này? Hóa ra hot boy phố cổ nổi đình nổi đám trong thời gian qua với hàng loạt những phát ngôn khoe khoang quan hệ và khinh thường người khác. Cụ thể, trong những đoạn tin nhắn được cô người yêu chụp lại, anh chàng tự khoe mình nhà ba đời ở hàng bè phố cổ, bạn bè anh phải có phúc ba đời mới chơi được với anh. Tự giới thiệu mình đẹp trai, cao to, anh chàng này nói với cô người yêu mình rằng bản thân đang được hãng hàng chỉ tán. Một chị tặng hẳn cái ví trị giá 500.000 đồng còn chưa thèm lấy. Cứ hôm nào anh đi lên bar là hôm đó 7-8 cô gái bu vào nói chuyện. Anh khẳng định bản thân không giao du với những người ngoại tỉnh. Thậm chí, những người đến từ ngoại thành Hà Nội cũng bị anh coi là lũ chân bẩn dính bèo người đầy bùn. Nghe đâu, anh chàng này đang làm hẳn người mẫu ảnh. Phía công ty nhờ anh làm người mẫu đó còn thấy body anh ngon quá nên cho hẳn người mẫu nội y chụp ảnh với toàn đồ hiệu. Anh tự nhận mình có khuôn mặt đẹp, góc cạnh nhưng vì bận việc nên không đi thi The Face được. Vẽ lên mình vẽ phong trần, hào hoa và giàu sang phú quý, nhưng hot boy phố cổ lại bị người yêu vạch trần sự giả dối. Cô nàng từng bị chàng hot boy kia lừa có thai đến 2 lần. Lần đầu tiên do chữa ngoài dạ con nên sảy thai, lần thứ 2 thì bị ép buộc và dùng vũ lực đến mức phải đi phá thai. Không những vậy, anh chàng người mẫu ảnh đình đám trên mạng còn lấy trộm tổng cộng 61 triệu đồng từ người bạn gái. Đến khi bị bạn gái đòi, hot boy phố cổ lại dở bài cùn, tao không giả đấy thì làm gì được tao. Lúc thì anh viện cớ bố ốm nên mượn tạm, lúc thì anh coi đấy là tiền công suốt 4 năm yêu nhau. Chán đe dọa, anh lại ngọt nhạt mong người yêu quay lại. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu, anh xin cô một cơ hội để tái hợp. Đến khi cô gái từ chối, anh lại làm chí phèo dọa tung tiếp nóng, anh nóng của người yêu lên mạng. Những việc làm này đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt vô cùng, đòi truy tìm gã bạn trai phố cổ để cho nam thanh niên một bài học. Tuy nhiên, nam thanh niên đã nhanh tay ẩn hết mọi thông tin trên trang cá nhân, khóa cả ảnh đại diện khiến dân tình bất lực không làm được gì. Cô gái cũng đăng cả số điện thoại của bạn trai cũ lên, nhưng gã bạn trai phố cổ đã khóa máy, nhiều người gọi vào số này đều không được. Những tưởng luyện hàng phốt giữa L và bạn gái cũ đang ngã mũ, thì mới đây, một tài khoản có tên ML được cho là của bạn gái cũ của L đã đào lại drama này lên trên một hội nhóm mạng xã hội. Không biết thực hư về drama tình ái của hot boy phố cổ như thế nào, nhưng cách ứng xử của nam thanh niên với bạn gái cũ đã khiến cộng đồng mạng bất bình. Thế nhưng, giữa muôn vàn những lời chém gió về các mối quan hệ, về gia thế, L, chàng trai hot boy phố cổ trong mắt những người hàng xóm ra sao? Một người hàng xóm sống ngay cạnh nhà L cho biết, hot boy phố cổ là một người ngoan ngoãn, lễ phép, chào hỏi mọi người rất tử tế. Tuy nhiên, những đoạn tin nhắn chia sẻ mình có nhà mặt phố, gia thế khủng là chỉ là những màn chém gió quá đà. Về vụ việc chàng trai này đang bị cả mạng xã hội tẩy chay vì hành xử thiếu văn minh với bạn gái, người hàng xóm chia sẻ chị cũng biết về sự việc này. Tuy nhiên do biết lờ từ bé nên khi chuyện xảy ra, chị thấy thương hot boy phố cổ nhiều hơn và cho rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ hai phía. Không phải bây giờ tôi mới biết chuyện này, mà khoảng một tháng trước vụ việc này cũng đã từng xuất hiện trên mạng xã hội, sau đó bị gỡ hay gì đó mà tôi không thấy nữa. Mấy ngày nay vụ việc này lại xuất hiện khiến tôi cảm thấy bất ngờ về những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi biết lờ từ bé nên khi chuyện này xảy ra tôi cảm thấy thương lờ. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hai phía chứ không thể vì một thông tin đăng trên mạng xã hội mà mọi người phán xét hay có những lời lẽ không hay như vậy, chị L cho biết. Mình biết lờ từ bé, theo mình đánh giá thì cậu ấy ngoan ngoãn, lễ phép. Mỗi lần đến nhà ông bà chơi đi qua đây thì chào hỏi mọi người rất tử tế. Còn câu chuyện của L thì mình thấy nó hoàn toàn là một chiều và L cũng chưa có bất kỳ phản ứng gì. Sự thật, từ một phía thì hoàn toàn không thể đúng 100% được. Bạn nữ kia hoàn toàn có thể dựng lên câu chuyện để nói. Hiện mình thấy L đang thực sự bị cô lập vì rất thiệt thòi cho cậu ấy, chị L chia sẻ. Về đoạn tin nhắn chia sẻ nhà mặt phố, gia cảnh nào kia của nam thanh niên boy phố cổ, chị L cho biết hot boy phố cổ chỉ là một nam thanh niên có gia cảnh bình thường. Bố của L đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên khi ai hỏi chuyện, hàng xóm đều tránh nhắc đến. L ở nhà là một thanh niên ngoan ngoãn, không chơi bời gì. Chỉ có điều thanh niên này được bố mẹ chiều nên có phần thể hiện hơi quá trên mạng xã hội. Về chuyện tình với cô bạn gái của kia, người hàng xóm cho biết bà đã từng nói chuyện với bố mẹ L, khuyên L không nên tiếp tục tìm hiểu cô gái kia vì cô có rất nhiều điều tiếng. Sau khi cô người yêu cũ biết chuyện thì còn định kiện người hàng xóm ra tòa, rồi tìm đến tài khoản Facebook của con gái bà để nhắn tin đe dọa. Cách đây vài ngày, vì liên tục bị nhắc tên trong những ngày qua, cuối cùng hot boy phố cổ đã lên tiếng. Anh đăng tải một đoạn clip phủ nhận toàn bộ những lời tố cáo của bạn gái cũ. Anh chàng còn khẳng định sẽ kiện bạn gái cũ ra tòa vì bôi nhọ danh dự người khác.
Trên trang cá nhân, hot boy phố cổ khẳng định mình không làm gì sai và luôn tự hào về những gì đã làm cũng như cách cư xử với bạn gái cũ. Cảm thấy bản thân bị tổn thương bởi phốt vô cớ và trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng, ML đã quyết định đưa mọi thứ ra tòa để lấy lại thanh danh. Trong một bức ảnh đăng tải, hot boy phố cổ cho biết đã làm đơn tố cáo bạn gái cũ. Anh còn cho biết mình đã ngồi lại với những người anh em thân thiết làm công an để làm mọi chuyện ra nhẽ. Hiện hot boy phố cổ vẫn đang là đề tài được dân mạng bàn tán rần rần. Nếu đây là sự thật thì quả thật các cô gái chắc phải tù mấy kiếp mới tránh được anh chàng hào hoa đến từ hàng bè này mất.